Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Vậy là Mayonnaise sẽ phải đi thật sao? Đúng vậy, Mayonnaise phải đi mất tiêu rồi. Jinsoo à, hãy nhớ rằng dù chuyện xảy ra, Mayonnaise rất là thương Jinsoo. Jinsoo hãy nhớ điều đấy nhé. Không, Jinsoo không muốn Mayonnaise đi đâu. Jinsoo muốn Mayonnaise ở lại đây chung với Jinsoo cơ. Bởi vì Jinsoo thì phải có Mayonnaise thì chấm phô mai que mới ngon được. Tôi xin lỗi chàng Jinsoo. Mayonnaise! Cái gì rồi? Cái gì mà phim cảm động vậy? Chuyện tình Mayonnaise và Jinsoo. Jinsoo bỏ Mayonnaise rồi xin mời, cái tập này buồn quá. Trời ơi, tại sao Mayonnaise lại bỏ anh ấy chứ Jinsoo là người tốt mà. Trời ơi, cái gì mà đau khổ chị quay phim hôm nay, tưởng phim hay lắm, hôm nay là tập buồn mọi người ơi. Buồn tiểu hai chị em tôi khóc quá trời nè. Buồn quá chị em. Sao lại có một câu chuyện buồn như vậy chứ? Buồn quá. Trời ơi, này là không làm cuộc sống này thật em. Vui khi là quỳ bu và hay luôn tươi cười khi bạn là ủa cái gì mà sao hai chị em khóc quá trời đất vậy? Trời đất ơi, biết sao không, tôi kể cho ông nghe, hôm nay là tập phim hay nhất mà tụi tôi mới xem á. Hôm nay Jinsoo với là gì ta, Mayonnaise gọi là chia lìa nhau rồi, chứ cái tập này buồn quá. Quay mà khóc quá trước mắt rồi. Ba mấy cái phim tình cảm Hàn Quốc coi làm cái gì, đi chung coi chung với tôi coi Doraemon nè, coi gọi là Naruto nè, Sasuke đồ á, coi đó hay lắm. Trời ơi của anh Mi đồ à. Hai mà không biết, biết sao không, bây giờ quay gọi là quay hoạt hình, bây giờ tôi quay chuyện tình lãng mạn vậy ông. Trời ơi, Mayonnaise bỏ Jinsoo buồn quá vậy ông, chuột tình nó dễ thương lắm Phạm ơi. Cái gì mà Mayonnaise rồi Jinsoo gì vậy? Ừ, tên của nhân vật chính đó Phạm. Ủa ông thấy buồn hả? Trời ơi, cái phim gì đâu mà có nhân vật tên gì đâu, tên nghe xàm xí gì vậy, sợ luôn á. Trời mà ta nha, buồn mà, người ta chia lìa nhau, ông thấy buồn à? Tôi mà thấy cặp đôi này mà chia lìa chia xa nhau là tôi buồn lắm Phạm ơi, buồn rớt nước mắt luôn. Trời ơi, đúng là mấy bạn con gái hễ tí là buồn hễ tí là khóc. Tôi thì tôi thấy mấy cái chuyện này bình thường á, mồ ở gì chắc đâu không khóc. Bây giờ tôi thử nha, ông nghĩ sao bình thường, trời ơi, nghe mà tức hết trước mắt luôn, từ từ lâu đúng không. Rồi bây giờ tôi nói ông nghe nha, ví dụ nha bây giờ nha, tôi mà có gì, ví dụ mà tôi mà có chuyện làng bỏ làng đi, ông có buồn không? Chắc chắn ông sẽ buồn rồi đúng không, ông sẽ khóc sướt mất như tôi thôi. Mắc mới gì phải buồn, trời ơi, tôi nói thiệt luôn á, bà chuyển làng cậy bà chứ sao tôi phải buồn, không có bà ở đây thì còn Dịch, còn Sim, còn Cairon, còn Ca Mui, còn nhiều người mà đúng không? Gì vậy? Trời, bà chuyển làng mà tính chuyển làng mà bà qua đâu, bà đi đâu? Trời ơi, cậy bà chứ, thôi đói bụng quá cho xin mấy cái bánh nha. Trời ơi, cái đồ quá đáng, quá đáng. Cái gì mà vô duyên dữ vậy? Trời ơi, cái gì con người đâu mà vô duyên dễ sợ lắm à. Không đồng cảm tôi thì thôi, còn chê bai tôi nữa. Trời buồn thấy quá đáng không? Ê Sim, chị bỏ làm ổng không buồn luôn. Ổng không nói gì ta, trời ơi trời, còn có Simmy, còn có Kai Ran, còn có mọi người nữa. Trời ơi trời, kìa đậu không thương tôi hả? Gì mà làm tổ thương tôi mọi người ơi. Trời ơi đúng là tức quá mà, lúc nào cũng gọi là chôn được tôi với chê mấy cái gì đó, mấy cái phim được tôi quá trời. Mọi người tức quá. Vụ này là không được rồi Sim ơi, không thể nào để cho ổng gọi là với ổng chê bai của phim mình được. Bây giờ mình phải làm sao cho ổng khóc đi, đồ mới chùa là ổng mới thấy sợ rồi không? Đúng rồi, vậy làm sao ta? Để em tắt cách nào không, tức quá sao 7749 kệ em đã suy nghĩ hay, bây giờ mình chôn ổng đi. Chôn được không, được không? Thì mà chôn vậy bây giờ chịu rồi, biết có gì đâu mà chôn. Bây giờ chôn tin ti thì cũng xưa rồi, bây giờ chôn này cho nọ, ổng quen ông lợn trang rồi, không có gì đâu để chôn luôn á, xin chôn hết cách rồi. Bây giờ là chôn mấy cái bẫy là còn gì mà thú vị. Bây sao? Giờ mình sẽ chôn ổng là gì ta, sẽ đồn đại hết cái team này rằng chị sẽ rời khỏi làng heo tim qua làng mới. Rồi làng heo tim y chang bộ phim đúng không, bộ phim mình mới xem Hàn Quốc nè. Đúng rồi bỏ đi đúng rồi ma. Bây giờ mình sẽ không cho là một lời đồn đại, bởi vì mình sẽ thử mình không cho là một lời nói miệng. Bây giờ mình sẽ thử làm sự thật luôn mọi người, mình sẽ thử gọi là chuyển làng, mình sẽ chuyển làng ra đi không, để xem Phong có sợ hay không. Nhưng mà bây giờ là mình được, bây giờ mà mình cho Phong không tin đâu, bây giờ mình phải cho hết cái làng luôn, hiểu không, ông mới tin. Đúng rồi, phải đồn hết cả cái làng này là chị sẽ là với ta người rời khỏi làng. Và các bạn lưu ý, đây là cho nha, chứ vậy là sự thật nha mọi người. Tôi cho nha, tôi là tôi mấy bạn cắt lên rồi đem lên TikTok
xung chế tùm lum la là chết tụi tôi với mọi trời người. Trời ơi, cái này là chỉ là gì ta? Tôi chỗ ông Phong tại ông Phong dám gọi là dám chê bai bộ phim của tôi đó. Có bạn nào thấy bộ phim là Mayonnaise chuyện tình Mayonnaise với Jinsu hay không? Đừng quên cơ mà bây giờ sao biết nha, nó hay quá trời luôn. Ê, rớt nước mắt rồi. Thôi bây giờ mình lên kế hoạch gì mời. Đi đi đi. Bây giờ đi tròn luôn đi. Bây giờ đi tròn luôn ha. Đi luôn ha. Okay, đi. Ok, đầu em đếm ở trên luôn. Rồi trời đi. Đi. Let's go. Đi thôi. Ai? Đi thôi. Và người đầu tiên Sam cho đó chính là người cùng màu sắc với Sam gần giống đó chính là ông Siro. Mọi người không biết là ông sẽ nghĩ đó biểu cảm ông như thế nào để biết là gì ta, khi mà mình gì ta rời làng không biết cảm xúc ông sao ta. Em nghĩ sao, cảm xúc ông sẽ như thế nào? Một là ông sẽ kiểu hai là ông sẽ bất ngờ. Em cũng không biết nữa. Nói chung là tôi không biết cái cảm xúc ổng sao. Tôi bây giờ qua mình thử luôn nha. Đây mình thử luôn đi. Mình phải buồn, đúng rồi. Bây giờ buồn nè. Từ từ bình tĩnh em phải lấy cái này nữa. Sao sao? Đây. Ồ mình phải có cái cảm xúc. Ờ đúng rồi. Ê đặt ngược rồi. Đây. Đó. Quay nha. Quay cảm xúc ổng luôn nha. Ok. Biết. Ngon nha. Rồi để có gì đăng lên top. Ý trời ơi, quay lén camera, quay lén mọi người. Okay, đó. Những chuông nè. Thôi những chuông. Bây giờ buồn. Ai buồn. Ôi trời ơi. Để em khóc cho. Nhanh. Trời ơi, tức dễ sợ chưa? Tôi nói rồi, ổng rất là lãng xẹt luôn. Ổng có thể nào lãng mạn được. Trời ơi. Vậy mà ổng không tiếc. Tôi biết nào, tôi khóc lại. Khóc đi em, khóc cry luôn, ra nước mắt luôn em, ra nước mắt luôn. Trời ơi, sáng sớm qua nhà trời ơi. Trời ơi, tôi đây. Trời đất ơi, em khóc chỉ thương hiểu không nhận ra là sao vậy? Râu, trời ơi, ra đây cái coi, trời ơi, ra đây. Thằng nào nãy giờ bấm chuông hoài, đang ngủ mà cứ bấm chuông hoài, tôi gõ đầu. Bình tĩnh. Anh thấy đầu kia có camera không? Đang có camera. Bình tĩnh. Đầu kia có camera kìa. Bình tĩnh. Lại, reset. Cái gì mà sao như diễn phim truyền hình vậy? Xin lỗi, lại nè. Chào các quý cô qua nhà mình có chuyện gì không à? Trời ơi, tao nói mệt dễ sợ luôn à. Hôm nay tôi có chuyện cần báo. Buồn lắm. Chuyện gì? Có chuyện rồi, nói ra. Thật ra là sao sẽ chính thức hôm nay sẽ rời khỏi làng Hero Team. Rời khỏi làng định đi công tác kiếm công việc mới ổn định đúng không? Biết mà. Sam có công việc ổn định, Sam bỏ team anh biết rồi, anh sẽ báo gì. Trời ơi, cái gì vậy? Ông nội tà lao quá. Trời ơi, ra đây tâm sự cái quay tôi muốn là gì ta, gửi lời tạm biệt trước khi tôi đi chứ. Ông cho tôi cái cảm xúc gì chứ, tự nhiên ngồi mét vậy vậy. Rồi bây giờ là em di chuyển làng nữa. Bây giờ đây là lời tạm biệt của em. Đúng rồi, tạm biệt Rô nha. Đó bây giờ em tới đây. Sam có một ngôi làng mới, Sam không cần ngôi làng của team mình xây nữa. Mét dịch tiếp. Trời ơi, Sam chơi làng mình xong. Trời ơi, tôi tức quá rồi đi ông. Thấy chưa? Cảm động với Rô khó quá mọi người. Mọi người ơi, nói chung là ông không thể nào cảm động. Ông chỉ có cảm lạnh thôi mọi người ơi. Thôi nói chung là đây là cảm xúc thật của Rô đó các bạn. Đừng quên chấm điểm cái độ cảm động của ông nha. Dây, ai bị cảm lạnh. Ai bị cảm lạnh. Đây nhà anh, không biết nhắm sốt là vô đây. Em sắp sốt lên đây rồi. Thôi ông vô nhà ông sống mình đi ông nội. Thôi đóng cửa. Đó được chưa? Mệt quá trời luôn rồi. Cái đoạn này mà đang lên top chấm điểm độ cảm lạnh của Rô là 10/10 nha mọi người. Trời ơi. Trời ơi, ông kêu chó răng cắn luôn kìa. Ghê quá đó, ông kêu chó răng cắn kìa. Trời ơi, chạy xíu ơi. Trời ơi, ông Rô âm 100/10 cho mọi người, ghê quá. Cái gì vậy, tự nhiên cổng gì vậy? Ê, cẩn thận. Trời ơi, gì mà racing boy, racing girl đây vậy? Yên tâm với kênh người em, người là chở, gọi là gì ta, cộng người của em thì em sẽ không bao giờ đụng đâu. Trời ơi, rồi xong banh cái lưng tôi luôn, cái đầu tôi u luôn. Trời ơi, Sim ơi, trời ơi, kỳ vậy. Từ từ, Sim ơi, bây giờ tới nhà đây nè. Buồn quá Sim ơi, trời ơi, quá trời buồn luôn. Tới nhà Siro, cái Ro không cảm động được mà cảm lạnh luôn nè. Trời ơi, không biết là vô nhà ai đi. Vô nhà ai cho tiếp đây, sợ quá. Để em suy nghĩ coi. Tích tắc. À, em biết rồi, bây giờ tụi mình sẽ qua nhà của Cairo. Gì?
Và Carol chị hả? Yên tâm đi. Tại sao em phải gọi là qua nhà Carol? Bởi vì Carol rất là ấm áp, rất là tuyệt vời, mà còn gọi là rất là gì là yêu thương em nữa. Chắc chắn Carol nghe tin chị rời khỏi làng, Carol sẽ kiểu Love ơi, đừng có bỏ làng hero đi mẹ. Thật không với chị luôn. Thật rồi, Carol ấm áp đúng không? Ok rồi, đúng okay. Rồi, Hàn Quốc, boy Hàn Quốc đó. Rồi đi đi, để xem quay boy Hàn Quốc này làm được gì nè. Ok, bây giờ mình qua mình từ bây giờ chuẩn bị đặt camera quay là gián tiếp nè. Đây từ nói camera quay lén nó bé xíu và cái camera nó bự thù lù luôn, không biết ai thấy cho tôi nhìn là tôi biết quay lén rồi đó mọi người. Đây. Quá khổ luôn. Rồi. Ra rồi. Yeah, rồi nhấn chuông nè. Để em khóc nè. Biết rồi, khóc tiếp nè, sim khóc tiếp kìa. Hey, không lắng. Trời ơi, anh đã nói với em rồi mà. Trời đất ơi, em cứ nấp ở trong đây đi. Nếu mà vợ em mà đi ra ngoài á, em sẽ bị người ta phát hiện không? Anh không thể nào che giấu em được. Em cái gì vậy? Không thể nào che giấu được. Thì ra ổng dám gọi là gì ta? Lừa dối tôi. Trời ơi, không thể chấp nhận được rồi em xíu. Đâu rồi cái cây đâu rồi? Tôi phải lấy cái cây đâu rồi? Trời ơi, xin bẻ cái cục, bẻ cái thanh kia luôn. Dễ sợ chưa? Ông dám vậy là lừa dối tôi trong khi tôi lúc không nào cũng tên được nha. Rồi ok, nấp trong đây đi. Trời ơi cái gì xin bà chơi cái gì xin. Trời ơi cây, tôi không ngờ tôi đối xử tốt với ông như vậy. Mỗi điều tôi chỉ cho ông ngủ ngoài ghế sofa thôi. Trời ơi cây ơi, lừa dối tôi làm gì vậy cây? Thì phát hiện rồi á hả? Chứ sao? Ơ mà coi sao xin lụng vậy? Ủa bình thường mà, cây bình thường mà. Trời ơi cây kỳ vậy? Ông đang mạnh chống nạn tôi đúng không? Đúng rồi. Thì ra là xin đã biết bí mật này rồi sao? Nếu mà bây giờ xin đã biết rồi thì cây sẽ không giấu nữa. Gì thật vậy? Thật ra cây mua tóc giả về đội làm gái thử. Trời ơi trời, cái gì vậy? Trời ơi xin ơi, cái gì vậy trời? Bất lực quá. Đây là boy Hàn Quốc hả? Cây biết là cây có lỗi em mà. Cây biết là cây có lỗi mà. Trời ơi cái gì bình tĩnh xin ơi. Bình tĩnh xin ơi. Tôi mất về, tôi cất vô tủ nó biến mất thì ra là giam ông. Trời ơi quá kiểu gia đình này mệt quá. Thôi giờ dẹp qua nè, mệt quá, sàm sàm quá à. Bây giờ có chuyện cần nói cho cây nghe nè. Anh tự nhận ra đây sao mà tôi ra đây cây. Đây có chuyện cần nói nè, bình tĩnh nha. Cây ơi, quan trọng lắm. Có chuyện này cũng ra với cây nè. Buồn quá. Bỏ tóc giả xuống đâu. Đang buồn, đứng chạy vô cái gì đây đỡ được, bỏ. Đang nghiêm túc, đang nghiêm túc. Rồi lại đi. Buồn quá. Biết sao không, thật ra là Sam sẽ chuyển khỏi làng Hero Team ra chỗ khác. Đúng rồi cây, chị sắp đi rồi. Thôi tới đây tạm biệt cưng á. Sam ơi, chị buồn quá. Thôi như thì em cũng không có món quà gì á, tặng chị cái tóc giả nè. Thôi được không? Ghê quá trời ơi. Cái gì vậy? Tôi đi rồi, tôi nói thật luôn rồi, tôi đi chuyển làng luôn á. Hôm nay qua chị coi tạm biệt cưng lần cuối đó. Mệt quá. Cái gì chuyển làng sao? Đúng rồi. Trời ơi. Thôi nói chứ Sam thích đi đâu đi đi, cay quan tâm đâu. Đi thích đi đi. Cắm này quá. Này mà cay quan tâm đâu. Trời ơi, xin bảo cay ấm áp kiểu gì vậy chứ. Sao xin cay mà. Nói chung là con người đấy không phải là cay đâu, đó chỉ là một kẻ pha ke cay thôi. Cái gì vậy? Pha ke cay từ từ để cay gọi là trước khi đi á, để cay niệm bài cái gọi là kiểu cái kỹ năng, cái sức mạnh cho Sam có động lực đi đó, để gọi là an toàn trở về. Đó chính là chắp tay con lại ông trời, đừng mang đau khổ tới người con yêu. À thôi bây giờ thôi tụi mình đi đi nha. Từ nay ta phải lột xác, bắt đầu cuộc sống khác, phải sống tàn ác để tàn sát những kẻ làm tan nát trái tim ta. Cái gì vậy? Chúc buổi tối ngọt ngào. Cái gì vậy Sim? Thôi Sam ơi, sợ quá. Chị biết rồi, đây là boy tâm thần Sim ơi, boy Hàn Quốc Sim ơi, boy tâm thần rồi. Ừ thì tao hiền, nhưng mà mày đâu có biết một cái con người đâu là ác quỷ. Ôi ghê quá Sim ơi, ghê quá. Trời ơi, ghê quá. Trời ơi, ghê quá mọi người ơi, trời ơi trời ơi. Quá ra trước giờ cá hoặc là boy Hàn Quốc mà cái là boy tâm thần Sim ơi. Trời ơi em ơi, cái gì vậy em? Tôi quá trời ơi. Lâu quá giờ thôi kìa, bây giờ qua nhà người tiếp theo mọi người. Tôi sợ lắm, tôi sợ cái là tôi nghĩ tôi Sim ơi, chị nghĩ em nên đi chuyện gấp cùng chị đi Sim. Em ở đây được không? Em nghĩ em phải em ở bên đây. Lãnh của hàng mày. Thấy chưa? Ôi trời ơi em.
Chị bảo rồi em ơi, chị nghĩ em nên chuyển làng cùng chị ơi, đi. Em xin về slot đi ha chị, đâu em không thể ở nơi cái làng này được rồi, em không thể ở một đêm một phút nào được rồi. Cái đi thức biển cũng xong kìa, SOS rồi mọi người. SOS nha mọi người, SOS, trời ơi ghê quá mọi người ơi, trời ơi là trời. Rồi xong Sim ơi, cái gì đây Sim ơi, cái gì đây? Bộ không em quen, đi không quen nhau. Ủa hôm nay ai vậy? Tôi không có quen nha mọi người. Trời ơi, tôi không biết ơi, cái đòn đi đâu xong người ta nhốt là người ta ghi cái bảng cho tôi bị điên hay tôi lại xin lỗi cứu cái kia. Đất ơi, đừng nói ông nội nãy chừng là bay từng làng ở xung quanh nó quá chứ người ta bị nhốt khủng như đây ông. Ơi. Ông nghĩ hết nữa nè. Khổ quá. Đất ơi, giờ sao trời. Đây? Giờ sao Sim? Là sao thôi, cứu không kệ ổng đi chứ bây giờ em vô em cứu ổng lòng đạp em văng ra khỏi cái lầu mày luôn á, tôi sợ lắm, tôi cứ nhốt ổng như đó đi. Ủa từ từ, ui dịch ừ ha, bây giờ quên đứng cái tay gì dịch luôn ha, dịch kia ơi. Ui. Dịch có trong là gì đang dịch đang ở nhà mọi người, trời đất ơi hiếp quá, 7:49 vậy là thời gian dịch cũng lại trở lại. À từ từ, cái này là khoảng khắc hiếm có em phải camera quay lại em đặt nhiều lên em, cái này dịch mà lâu dịch vô làng mà em quay nhiều vô phát trình nha, trời ơi như là quay tiếp, như là quay phim truyền hình vậy mọi người, phóng sự gì mọi người, vô em vô em, nước mắt chuẩn bị action nè. Buồn quá. Ok tinh tông trời sao dịch lâu vậy, lâu lâu vậy dịch không, buồn quá, buồn em, buồn khóc đi, em khóc đi, tưởng là ông ra bây giờ để em khóc. Buồn quá. Hello anh Dịch, trời ơi. Em nè, chào ơi. Hello anh, mới gặp anh trong làng Minecraft. Trời ơi nhớ anh. Trời quá. Ơi. Dạo này nhìn anh ốm quá. Trời ơi em nhớ anh, tôi à quên. Anh Dịch ơi, em có một cái chuyện khẩn cấp. Đúng rồi. Bảo cho anh biết. Ủa, sao mặt anh kỳ vậy anh? Sao mặt anh gì hoang mang vậy? Anh Dịch. Mà không hoang mang được trời. Tính là anh bỏ đi khỏi cái làng này có 4 tháng rồi. Mà bây giờ anh về đến nhà nè. Đồ ăn trong tủ lạnh trước khi anh đi là hồi đó là dịch bệnh, anh mua bao nhiêu đồ ăn anh để trong đây giờ hơi mất hết tiêu rồi. Ai biết đâu. Trời bốn cướp tháng nó mất, bốn tháng nó bay hết trơn rồi. Đúng rồi. Ơi làm sao được? Trời ơi từ sáng giờ kiếm đồ ăn không ra một cái gì hết trơn, về nhà cửa không ai dọn dẹp hộ mình hết trơn, mà nhìn nè, có cái thằng nào nó thôi trong nhà anh nó cắm cái biển trông kỳ quặc như vậy. Anh biết gì? Thực ra nhà anh được tặng kèm cho một bạn thú cưng đang nhảy hip hop ở ngoài. Trời ơi. Đó. Thú cưng vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Tôi bị điên hay cứu cái gì anh? Anh cứu cái đòn đi anh ơi, cái đòn bị điên rồi anh ơi. Cứu cái đòn đi anh ơi. SOS cái. Sợ quá. Xin xin ơi, em có nhầm không anh, nhớ cái tóc của đâu chỉ lại vậy đâu ta? Ai biết đâu cái nói cái. Chung là thôi nói chung là bỏ qua vậy đó đi anh, bỏ qua bây giờ chuyện quan trọng là vô đây vô đây anh, chuyện quan trọng là vô camera mới quay được đó. Vô kìa. Đúng rồi, đang có camera. Đấy, ba cái camera sừng sững vậy anh. Rồi. Ủa mọi người đang quay vlog hay quay gì mà đến 3 cam luôn vậy? Không anh, trời ơi buồn thật. Đúng rồi, để em kể cho. Thực ra anh Dịch biết sao không? Hôm nay em chính thức báo danh mục tiêu, đó chính là Sammy chính thức sẽ rời khỏi làng mình và qua làng mới. Buồn quá. Sammy chính thức rời khỏi làng mình đi qua làng mới. Ủa mắc gì mà đi qua nhà làng mới? Trời ơi trời, nói chung á là em chuyển làng tại vì em đi công tác xa, rồi em phải rời khỏi ngôi làng thân thương này. Bây giờ em tới em chào tạm biệt anh lần cuối, coi như là trước tim của em. Buồn quá. Sammy đi qua làng mới. Vậy là Hello Team sẽ chỉ còn lại 6 người. Ủa gì? Ủa đúng ta? Ủa gì vậy? 6 người? 1 bằng 8 trừ 1 bằng à quên 7 lộ. Trời ơi đang đếm chỉ có 7 người. Đúng rồi em chở ra. Vậy là bây giờ Sammy sẽ không ở đây nữa. Bây giờ em đi. Bây giờ em đi đây tạm biệt anh. Thấy chưa trời ơi. Bây giờ em đi rồi hả? Đúng rồi. Đúng là chữ tim có khác. Trời ơi anh buồn quá. Vô thử thành viên mới. À thử vào thành viên mới. Đang Facebook ạ. Cái gì vậy? À tranh thủ lúc tôi có gọi là thành viên cũ Sammy Đèo. Đó là suốt ngày ở nhà hay ăn lười làm. Rồi có tim rồi. Tôi yêu cầu kiểm một thành viên nữ hot girl của quả sơn. Trời ơi tôi không tin thật luôn. Rồi sao? Ok. Làm bài Facebook xong rồi. Trời ơi cái gì vậy? Sam ơi. Em bao giờ em đi à? Thì bây giờ nè, bây giờ luôn. Ủa, bây giờ em đi luôn hả? Trời ơi, anh nói sao nghe à? Hồi bữa em qua nhà anh chơi á, em có gọi là mượn anh 20 ngàn để em hôm lúc em về em đi bắt Grab em về đó. Trời ơi. Mà em có trả. Bây giờ em đi thì đi cũng được thôi, nhưng mà em trả anh 20 ngàn. Trời ơi, 20 ngàn của em to quá hả? 20 ngàn của anh to hả? Anh nói em nghe nè. Bây giờ là cả leo thang là dịch bệnh các thứ đóng cửa biên giới nè. Bây giờ 20 ngàn mua được ổ bánh mì, bây giờ em trả anh đi rồi đi. Còn không trả, không đi. Trời ơi.
ơi. Trời ơi, ông phòng trời ơi, quá trời ơi, Sim ơi, đưa chồng 20 kim cương cho chị sợ quá trời luôn Sim ơi. Đi đâu đi? Trời ơi, đây đây được chưa? Thôi đi gì? Còn chưa đòi là hôm bữa qua đây mượn cái gói snack ăn dở của người ta mà chưa trả lại. Thôi dạ dạ thôi em đi đi, bye bye anh ơi, anh rồi. Đi đâu đi nhá. Ok, tao đi xem nhà một tí. Trời ơi. Cái số này bẩn phộng vậy cha, ổ ra. Trưởng team nhà người ta lúc mà thành viên đi là thật cái là đây. Đòi nợ là sao vậy? Trời ơi, cái gì vậy? 20 ngàn nữa là sao vậy mọi người? Cái gì vậy trời? Thôi bây giờ cái người mà tôi cần chọn không phải là heo tim mà là Phong Cận. Đó, để tôi xem coi biểu cảm ông như thế nào vậy không? Cái lý do cho ngày hôm nay là vì ông Phong Cận thôi mọi người ơi. Rồi để xem coi ông Phong Cận sẽ gọi là biểu cảm như thế nào nha mọi người. Let's go. Sim ơi, chùm cuối rồi Sim ơi. Theo chị nghĩ nha Sim, chị nghĩ bây giờ không còn tụi mình không nên khóc nữa. Tụi mình phải cực kỳ nghiêm túc Sim ơi. Mình phải diễn cực kỳ nghiêm túc. Đúng rồi, tại vì ai cũng được nhưng mà riêng Phong, chị muốn Phong cực phải hối hận. Vì Phong dám gì đó, dám nói chị này nói không. Đó, cái lý do mà chị cho nguyên cái làng là do ông Phong thôi hiểu không. Trời ơi, chị chơi lớn vậy không. Ông Phong là chị dẫn cho chị cho nguyên cái làng luôn hiểu không. Nên bây giờ túc sao? Đúng ok rồi. Ok bây giờ vậy thì em phải gọi là phải thật sự nghiêm túc. Đúng rồi, phải camera tiếp chứ. Trời ơi, dễ sợ cho quay tóc tóc chết xuyên lục địa xuyên trời đất luôn. Hôm nay sẽ là video Sammy chính thức rồi gọi là heo tim. Và mình Sam sẽ nói điều này với Phong Cận. Các bạn nhớ xem hết video này nha. Và nhớ thả like, subscribe cho tất cả tụi mình trong heo tim nha. Nhớ nha. Trời ơi, cảm động mà còn phải. Mấy nha, bây giờ mình phải cực kỳ nghiêm túc nha. Đừng có khóc hết nha. Bây giờ mình phải buồn hay là buồn. Rồi, cái đoạn này là phải ghép nhạc buồn nè mọi người ơi. Phải ghép nhạc buồn rồi, buồn thật nha Sim. Em để em là giây phút Phong gặp Sam là Phong biết Sam si tình. Hello Phong Cận. Hello Phong. Ủa sao tự nhiên hôm nay hai chị em kéo qua nhà tôi làm gì vậy? Ơi tính ra tôi không có tiền đâu nha. Hai chị em tính qua đây ăn hiếp tôi lấy tiền của tôi cái gì đúng không? Không phải. Thực ra thì hôm nay tôi có chuyện để muốn nói với ông này Phong. Đúng rồi. Ông bình tĩnh nha. Chuyện gì mà có vẻ là nghiêm trọng quá vậy? Cái gì đâu mà nghe giọng hai người buồn vậy? Bộ hai người đang tính quay phim tình cảm Hàn Quốc hay gì mà buồn chứ vậy? Không phải. Thực ra Phong ơi, ông đừng. Tôi nói sao ông đừng có giận tôi nha. Ông phải thật sự bình tĩnh nha. Đúng rồi. Hai bà lại gọi là mới vừa phá tôi hay gì nữa đúng không? Giờ xin lỗi à. Có chuyện gì nói mau. Thực ra Sam quyết định sẽ rời khỏi làng này và qua làng khác Phong ạ. Trời ơi, vậy là chúng ta sắp có làng mới rồi. Yeah, trời ơi. Hay đầu tiên có làng mới. Ta bỏ làng này đi thôi. Ê Phong, cả Phong Cận. Ông hiểu lầm rồi, thực ra là Sam sẽ người chuyển đi, còn tất cả tụi mình vẫn ở đây. Không hiểu chứ. Tức là Sam sẽ người bỏ làng qua đi chứ không phải tất cả tụi mình. Tự nhiên bỏ làng ra đi. Ủa mà đi mấy ngày vậy? Tôi không trở về được. Xin lỗi Phong nha. Làm ơi. Tôi đi là tôi không có về luôn. Ủa như vậy có nghĩa là Sammy đi qua làng khác, Sammy không ở làng này nữa và Sammy không bao giờ quay về làng này nữa hả? Đúng rồi, tôi sẽ rời làng ngay đầu tiên. Tôi đi chỗ khác sinh sống rồi Phong ơi. Ủa sao ông đợi vậy Sim? Gì kỳ vậy? Xíu. Ủa trời. Kỳ vậy? Gì mà xíu? Ông chịu đứng im lại, tôi nói với bà nghe nè. Bà mà đi là tôi đuổi bà đi ra khỏi làng luôn á. Ủa sao đi chang nhau vậy? Tôi cũng là làng mà. Ừ hả, giống nhau mà ta. Tôi đi nha. Bà đi là tôi bo xì nghỉ chơi bà không được đấy. Nè, tôi cho ông này nè. Tôi đang dọn phòng. Sim ơi, vô dọn giúp chị với Sim ơi. Nhanh lên Sim ơi. Sắp đi rồi. Không được đi. Không được đi. Ông làm gì vậy? Tôi đi thật mà. Ông đừng có vậy nữa. Tôi đi thật. Ông phải chấp nhận sự thật. Ủa chứ ai là chịu, ủa tôi nhớ lúc nãy nha. Lúc chứ
trước á là sáng hôm nay ông bảo là tôi có đi ông không thèm nhớ nhung tôi, sao bây giờ ông gọi là ông nói vậy lật mặt chứ giờ thôi tôi đi đây, tôi biết là ông còn nhớ tôi mà. Nhanh lên làm ơi. Đúng rồi. Chạy về đi thôi. Nhưng mà tại sao lại bỏ làng đi? Tính ra là ở đây mọi người ai cũng đối xử tốt với bà có ai ép với bà đâu mà bà bỏ làng đi. Thôi lên đón em để em cõng chị đi nha. Đi thôi. Thôi tôi đi nha, bye bye Phong nha. Không được đi. Thôi đi đi xin ơi. Súng đâu rồi? Súng đâu rồi? Gì vậy? Trời ơi. Súng đâu? Chạy chú, chạy chú đi, chạy chú đi, chú đi, chú. Chú nha, chú nha, chú nha. Ok, ok, ok. Chú nha, chú nha, chú nha, chú nha, chú nha, chú nha. Ui, ui, đi rồi, đi rồi. Ủa, mày làm gì vậy? Sim em ra, chạy ra, em nói là chị đi rồi, chị đi, chị đúng rồi, chị đúng rồi. Ok, 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 ok. Ui, Phong ơi. Ông đâu rồi? Ra đây nè, Phong ơi. Sam ơi. Sam ơi, đừng đi mà. Sam ơi. Sam đâu? Sam của tôi đâu? Tôi xin lỗi Phong, tôi không thể cản sao kịp rồi. Tôi không có cản kịp được Sam. Tôi không thể cản được. Sam đi mất rồi. Sam ơi, tại sao mà em bỏ tôi đi? Không chịu. Trời ơi, để sao vậy? Trong làng này á là có mỗi mình Sammy thương tôi nhất kìa. Giờ Sammy không chịu ở đây nữa, ai thương tôi nữa à? Không sao mà, nhất là một ngày đấy ông sẽ gặp lại được Sam mà đúng không? Không chịu Sam ơi mà. Thì mình quá thích cậu rồi. Dạ. Phải làm sao. Bây giờ cậu đi rồi, cậu ơi đi rồi. Ai thích mình ở đây, phải làm sao. Nè ông nè, bình tĩnh, tôi nè. Cùng quá, tôi nè. Không. Mẹ ơi. Trời ổng bị điên luôn, trời chị cho sao ổng sang chấn tâm lý ổng một góc luôn kìa. Nổ não luôn kìa. Trời đất ơi kìa trời. Chưa, tôi tưởng ông Phong cẩn hóa ra sao, trời ơi ổng kìa là vậy, cảm xúc ổng mạnh liệt hơn tất cả mọi người đúng không, mọi người ổng khùng luôn kìa. Thà lấy luôn. Đúng rồi, nhưng nói chung là vì vậy mình biết là Phong cẩn thiên mình cỡ nào không? Trời ơi, tưởng ổng, từ ổng nói mồm đó, ổng nói là ổng ghét tôi, ổng không thèm quan tâm đến tôi, cuối cùng ổng quan tâm quá trời đất luôn mọi người ơi. Trời ơi, dễ thương dễ sợ luôn nè. Các bạn thấy Phong cực có dễ thương không, đừng quên comment video sẽ biết nha. Để mình nghỉ video ngang này thôi mọi người. Trời ơi, cho mọi người tôi tắt thở, tôi ruột quá, gọi là tôi nói chuyện hết nổi mọi người ơi. Đó, hôm nay là chị tên chị đi mệt rồi em. Ủa gì vậy? Tôi dẫn Nguyễn Nhạc đi theo sao luôn. Tôi nè. Cũng như bà đây. Trời ơi, bình tĩnh, tôi nè. Trời ơi. Tôi nè. Trời nhớ Sam quá, bây giờ bị ảo giác luôn. Thấy Sam đứng trước mặt rồi, trong khi Sam đi rồi. Trời ơi, Sam ơi. Trời tôi ơi, đi theo bà nè. Trời đất ơi là trời, ổng bị phỏng lớn kìa mọi người ơi. Dễ thương, dễ sợ nha mọi người ơi. Đó. Mưa ơi, cho vô nhà coi có đồ ăn hay gì lấy đem theo nha. Nó cái lạc này nó buồn cười dễ sợ luôn. Nhưng mà cái đối với mình nha, mình chắc chắn dù như thế nào mình không thể nào mình rời bỏ ngôi làng thân thương của mình đó. Dù có chuyện gì xảy ra, dù có mưa bão, giờ gọi là giông tố, mình vẫn ở lại cái làng này. Tại vì làng là nơi có rất nhiều kỷ niệm đẹp đối với mình đúng không các bạn? Đó, đối với bạn thì làng Heo Team có nhiều kỷ niệm đẹp hay không, đừng quên comment video sao biết nha. Còn đối với mình là cực kỳ nhiều kỷ niệm đẹp luôn, cùng với Heo Team là trong vòng 2 năm qua luôn mọi người ơi. Đó, đối với mình là 2 năm kỷ niệm rất là to lớn luôn, nên mình cực kỳ yêu quý làng Heo Team. Còn đối với bạn, các bạn có yêu quý cái làng Heo Team này không, đừng quên comment video sao biết nha. Ok, thì tạm biệt mọi người ở clip sau, hẹn lại, bye bye. Và nếu các bạn muốn Sam tròn gì, đừng quên comment video nha. Ok, tạm biệt mọi người ở clip sau, hẹn lại, bye bye.